Nông dân trồng sắn hay còn gọi là củ đậu tại vùng chuyên canh sắn ở thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi như ngồi trên lửa vì nguy cơ mất trắng hàng trăm tấn sắn. Bà Nguyễn Thị Ngoan, thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, gia đình bà trồng 6 sào củ sắn 500m² một sào với sản lượng ước tính khoảng 16 tấn. Bỏ ra chi phí hàng chục triệu đồng để đầu tư, chưa tính công, nhưng đến thời điểm này bà chỉ mới bán được vài tạ. Số sắn còn lại đã đến ngày thu hoạch nhưng không có thương lái đến mua. Bà Ngoan cho biết, năm ngoái, sắn được thu mua với giá từ 6 đến 7.000 đồng 1 kg. Năm nay, thương lái chỉ mua một số lượng rất ít với giá 1.500 đến 1.600 đồng 1 kg. Còn nếu họ lựa những củ đẹp nhất, mua với giá chỉ 1.800 đồng 1 kg. Giá này có bán ra cũng chưa đủ công. Nông dân ngóng thương lái từng ngày nhưng chẳng ai đến mua. Nhiều người phải cho gia súc ăn hoặc nhổ bỏ lấy đất canh tác. Tại gia đình ông Nguyễn Sáu, thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, sau nhiều ngày chờ đợi không có thương lái đến thu mua, ông phải chấp nhận thuê người nhổ bỏ ruộng sắn, đào hố chôn. Ông Sáu cho biết do củ sắn nhiều quá nên không biết làm gì cho hết, cho gia súc ăn không được bao nhiêu, bỏ sắn ra đất thì mọc mầm, mọc lung tung lại mất công dọn nên ông phải đào hố sâu để chôn, bán không được giờ còn tốn công tiêu hủy. Theo ông Sáu, riêng với 8 sào đất trồng sắn, năm nay gia đình ông lỗ hơn 40 triệu đồng, chưa kể tốn công chăm sóc. Nếu so với mọi năm, ông kiếm được 40 đến 50 triệu đồng, riêng năm nay mất trắng. Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Thắng cho biết, củ sắn là cây trồng truyền thống ở địa phương với khoảng 300 hộ dân trồng sắn. Năm nay sắn được mùa với khoảng 1.300 tấn. Các năm trước, củ sắn được tiêu thụ hết vì nhiều vùng trồng rau củ khác thường bị ngập úng. Tuy nhiên, năm nay mưa lũ ít, lượng rau củ các nơi khác cung ứng ra thị trường nhiều nên củ sắn ở địa phương này ít người mua. Ông Việt cho biết để giải quyết khó khăn trước mắt cho nông dân, xã đã nhờ Hội Nông dân tỉnh kêu gọi bán giúp 300 tấn, người dân bán lẻ khoảng 100 tấn, còn 900 tấn vẫn ồn ứ.